Kính chào quý vị, rất vui được đón chào quý vị trở lại với những thông tin thời sự mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Sáng 8 tháng 3, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cho biết các bác sĩ đã cấp cứu cho nam bệnh nhân 13 tuổi ở Hải Dương bị chấn thương nặng khi máy tính xách tay, laptop phát nổ trong lúc đang dùng máy tính để học bài. Người nhà cho biết trong khi sử dụng máy tính để học bài, con trai vừa dùng vừa sạc pin thì bất ngờ laptop phát nổ. Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng hôn mê, thở máy, toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ và một nửa ngực trên đầy vết thương do các mảnh vỡ của laptop găm vào. Qua quá trình khám cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa, Bệnh viện Việt Đức cho biết người bệnh bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt với vết thương phức tạp, gãy xương hàm dưới, chấn thương nhãn cầu hai bên. Ngoài ra, bệnh nhân còn nhiều vết thương phần mềm thành ngực, tràn khí màng phổi hai bên, dập nát cẳng tay trái, đa vết thương phần mềm tay phải. Các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã đánh giá, hội chẩn, đồng thời phẫu thuật cấp cứu xử lý đa vết thương phức tạp vùng hàm mặt, lấy bỏ dị vật, cố định ổ gãy xương hàm dưới. Các bác sĩ khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao đã cắt cụt 1/3 dưới cánh tay trái, cắt lọc xử lý đa vết thương tay phải do không có khả năng bảo tồn. Cùng hội chẩn với các bác sĩ trực cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức có sự tham gia của bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương. Do tổn thương quá phức tạp, các bác sĩ phải loại bỏ toàn bộ tổ chức nội nhãn hai mắt của bệnh nhân. Sau ca phẫu thuật cấp cứu, người bệnh tiếp tục được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực. Các bác sĩ cho biết hàng năm, bệnh viện thường xuyên ghi nhận các ca tai nạn sinh hoạt do sử dụng các thiết bị điện tử không đúng cách. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng máy tính nói riêng và các thiết bị điện tử quá cũ và có nguy cơ hỏng hóc cao nói chung. Khi cần thay pin, nên sử dụng pin từ các nhà sản xuất uy tín và được bảo hành chính hãng. Đồng thời không nên sử dụng các thiết bị điện tử trong khi đang sạc pin. Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn những người có liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Từ 8 giờ 15 phút sáng, chủ tọa bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Trong ngày đã xét hỏi, công bố hành vi, lời khai đối với các bị cáo vắng mặt, bị truy nã, tổng cộng là 52 bị cáo. Trong đó công bố 5 hành vi phạm tội của 5 bị cáo bị truy nã với lời khai của 2 bị cáo vắng mặt. Phiên xét xử ngày thứ 3 kết thúc lúc 17 giờ. Bị cáo đầu tiên mở màn phiên xét xử ngày thứ 3 là Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc SCB. Bị cáo thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố. Theo đó, bị cáo vào làm việc tại SCB từ tháng 7 năm 2013, trước đó thì làm ở công ty kiểm toán quốc tế. Do điều kiện gia đình làm ở Hà Nội 18 năm nên bị cáo muốn trở về quê hương. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Thu Sương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, mời bị cáo về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của Ngân hàng SCB nên bị cáo đã nhận lời. Lúc mới vào làm thì chưa tìm hiểu sâu về SCB, sau 6 tháng thì được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vận hành. Sau đó, Tổng Giám đốc là Lê Khánh Hiền từ chức thì bị cáo được Hội đồng Quản trị đưa lên làm Tổng Giám đốc. Văn khai không biết bà Lan đưa mình lên vị trí này vì rất ít tiếp xúc với bà Lan. Sau này bị cáo mới biết việc bị cáo được lên Tổng Giám đốc là từ sự đồng ý của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo nghĩ là do bà Lan tin tưởng mình có thể đưa SCB ra khỏi khó khăn. Sau một thời gian làm tại SCB, bị cáo mới biết dù không giữ chức vụ gì nhưng bà Lan là người có ảnh hưởng lớn vì là cổ đông lớn của ngân hàng. Toàn bộ các việc làm của hội đồng quản trị là theo ý kiến của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo thừa nhận ngân hàng SCB thành công cụ tài chính phục vụ cho các mục đích của bà Lan. Hội đồng quản trị cũng là công cụ của bà Lan. Bị cáo có biết các khoản vay tại ngân hàng này cũng phục vụ cho Trương Mỹ Lan. 90% khoản vay tại SCB là do bà Lan vay. Các khoản vay thực hiện không đúng quy định của ngân hàng nhà nước nhưng là các khoản vay của bà Lan nên phải thực hiện. Bởi vì lúc đó tin tưởng bà Lan có khả năng giúp ngân hàng tái cơ cấu nên khi có những khoản vay của bà Lan thì Văn chấp thuận. Tuy nhiên, Võ Tấn Hoàng Văn cũng khẳng định mình chỉ là người làm thuê, không hưởng lợi gì, chỉ hưởng lương. Do tin tưởng bà Lan vì quá trình làm việc thấy được sự quan tâm của bà Lan với lãnh đạo và nhân viên ngân hàng có những chiến lược cụ thể rõ ràng nên tin bà Lan có thể đưa SCB phát triển. Về việc chuyển quà tiền cho các thành viên của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước, ông Văn cho biết mình có chuyển 3 thùng trái cây cho bà Nhàn. Khi đó, Văn biết bên trong là tiền nhưng không biết là bao nhiêu. Tổng số tiền đã đưa là 5,2 triệu đô la Mỹ. Sau khi đưa tiền thì ngân hàng không bị kiểm soát đặc biệt nữa, cũng không bị chuyển qua cơ quan điều tra. Trong phần trả lời xét hỏi của mình, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB khai, những sự việc tồn tại ngân hàng SCB đúng như bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai. Hành vi của bị cáo đúng như cáo trạng truy tố, bà Lan mặc dù chỉ nắm 5% cổ phần nhưng giữ quyền chi phối ngân hàng SCB. Cũng giống như hai bị cáo Văn và Dũng, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc
Ngân hàng SCB khẳng định cáo trạng cơ bản là đúng hành vi của bị cáo. Mỗi lần cần tiền thì bà Lan sẽ gọi cho bị cáo, sau đó đưa hồ sơ tài sản và kêu Dung làm hồ sơ giải ngân. Sau khi giải ngân dòng tiền đi thế nào thì bị cáo không quan tâm do đây là các khoản vay của bà Lan. Bị cáo tin tưởng đặt trọn niềm tin vào chị Lan do ngân hàng SCB khi đó cũng gặp rất nhiều khó khăn, nên bị cáo khi làm hồ sơ giải ngân thì nghĩ cũng chỉ là những giải pháp ngắn hạn. Đến lượt cháu gái bà Lan, bị cáo Trương Huệ Vân cũng khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng, đầy đủ. Bị cáo là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, do được nuôi dưỡng từ nhỏ nên gọi bà Lan là mẹ. Bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào định hướng và chỉ đạo của bà Lan. Trong tập đoàn cũng rất đông người tin tưởng vào tầm nhìn nên bị cáo hoàn toàn không suy nghĩ gì về chỉ đạo của bà Lan. Cuối cùng, cô cháu gái này rưng rưng nước mắt cho biết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mình làm sai trước pháp luật. Bị cáo Dương Tấn Trước một lần nữa khẳng định những gì bị cáo khai tại cơ quan điều tra là chính xác khi làm việc với bà Lan. Bị cáo Tấn có cảm nhận bà Lan là chủ ngân hàng. Tuy nhiên, do tin tưởng vào uy tín của bà Lan nên bị cáo chấp nhận làm các hồ sơ vay theo yêu cầu của bà. Bị cáo khi tư vấn pháp lý dự án Mũi Đèn Đỏ thì được bà Lan trả cho 1.500 tỷ. Bà Lan không trả trực tiếp mà làm hồ sơ ngân hàng cho vay nhưng tiền lãi bà Lan trả. Trong trường hợp bà Lan không trả được thì bị cáo sẽ trả. Đối với 40 bị cáo còn lại là cán bộ nhân viên ngân hàng SCB, nhân viên của công ty Vạn Thịnh Phát đều thừa nhận hành vi thực hiện đúng như cáo trạng truy tố. Các bị cáo xác nhận bà Lan là chủ thật sự của ngân hàng SCB. Các bị cáo thực chất chỉ là người làm thuê, phải làm theo chỉ đạo của bà Lan. Có bị cáo nhận thức là nếu không làm theo chỉ đạo thì sẽ bị đuổi việc. Các bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình và mong sự khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, trong giờ giải lao, hội đồng xét xử có nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ do luật sư viết thay, trình bày hiện tại còn nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đang nợ tiền của các bị cáo. Các bị cáo có nguyện vọng để con gái bị cáo đại diện gia đình đi thu hồi số tiền này và dùng nó để khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo và luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho chuyển đơn của các bị cáo đến con gái của bị cáo để có cơ sở thông báo ý kiến của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ cho những người có liên quan để thu hồi tiền. Thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa thông báo đây là phiên tòa công khai, chủ tọa thông báo đầy đủ nội dung đơn đề nghị của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ công khai cho mọi người và các phương tiện thông tin đại chúng được biết về ý kiến, nguyện vọng của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ và đề nghị gia đình bị cáo, những người có liên quan thực hiện. Chủ tọa cũng thông báo con gái bị cáo Trương Mỹ Lan là Chu Duyệt Phấn đã được hội đồng xét xử triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt. Sáng ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan cùng 85 người có liên quan. Dự kiến trong ngày 6 tháng 3, các kiểm sát viên tại phiên tòa tiếp tục phần công bố cáo trạng. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát sẽ đọc phần còn lại gồm 117 trên 160 trang của bản cáo trạng. Trước đó, trong phiên xử sáng ngày 5 tháng 3, Hội đồng xét xử đã dành phần lớn thời gian để thẩm tra lý lịch, nhân thân của các bị cáo. Có 79 trong tổng số 86 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Chiều ngày 5 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu công bố bản cáo trạng dài 160 trang. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Viện Kiểm sát đã đọc hết 43 trang của bản cáo trạng thì hội đồng xét xử cho tòa tạm nghỉ. Vụ án Vạn Thịnh Phát đã chiếm kỷ lục về độ dài của cáo trạng. Như vậy, suốt buổi chiều ngày 5 tháng 3, 3 trong tổng số 10 kiểm sát viên đã thay nhau công bố cáo trạng nhưng cũng mới chỉ được 1/4 tổng số trang. Đến sáng ngày 6 tháng 3, các kiểm sát viên tiếp tục đọc các trang tiếp theo của bản cáo trạng này. Không chỉ giữ kỷ lục về độ dài của một bản cáo trạng, đây cũng là vụ án giữ kỷ lục về độ dài của các con số. Việc phải đọc số tiền với dãy số tới 15 chữ số và phải chính xác đến hàng đơn vị đã khiến các kiểm sát viên nhiều lần phải dừng lại để đọc sao cho chính xác nhất. Cơ quan chức năng cũng xác định, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại 498.000 tỷ đồng. Ngoài các tài sản đã bị kê biên, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã khắc phục hơn 1.580 tỷ đồng, 8,6 triệu đô la Mỹ và 10,2 triệu cổ phần SCB. Cáo trạng xác định, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 bị cáo trốn truy nã, thì 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.
trong đó rất nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động người nhà nộp tiền hoặc tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, là chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, cháu bị cáo Trương Mỹ Lan, đã nộp gần 1,1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Đối với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo cao cấp tại Ngân hàng SCB, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB, là người nộp khắc phục nhiều nhất với 20 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, đã trả cho Ngân hàng SCB 813 tỷ đồng đối với hai khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Bị cáo Dương Tấn Trước còn xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, vợ bị cáo Trước và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn còn nộp khắc phục cho bị cáo Trước tổng cộng 52 tỷ đồng. Nhóm bị cáo từng công tác tại Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, gọi tắt là Cục 2, đã nộp 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, đã nộp 390.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Cao Chí, chủ tịch công ty Capella, người bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, đã nộp hơn 657,5 tỷ đồng và 3,3 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 82,5 tỷ đồng. Nhiều bị cáo còn lại cũng đã nộp từ hàng chục triệu đến hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Như vậy, theo hồ sơ, các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 1.580 tỷ đồng, 8,6 triệu đô la Mỹ và 10,2 triệu cổ phần của Ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả. Trong cáo trạng được các kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân công bố sáng ngày 6 tháng 3, cũng đã chỉ rõ vai trò của ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square trong vụ án. Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ có quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan là cổ đông chính có 99,26% cổ phần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính của công ty ở đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng SCB mới, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo Ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản của dự án Times Square, gồm quyền sử dụng đất thuê và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất thuê là cao ốc phức hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại Times Square và quyền tài sản có liên quan để đảm bảo cho các khoản vay. Thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 10 tháng 12 năm 2012, quyết định số 13 ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Đại hội đồng Cổ đông, biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại Ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỷ đồng. Thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi,
nên các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã thuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017, tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ. Tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.541 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do bị cáo Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với dư nợ gốc là hơn 19.552 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.665 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn nói trên, theo kết quả định giá của công ty Hoàng Quân tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022, được SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro, được phân bố cho các khoản vay còn dư nợ nói trên là hơn 30.100 tỷ đồng. Bị cáo Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 9.116 tỷ đồng. Theo chủ tọa Phạm Lương Toản, đơn tố cáo của bị cáo Lan có nội dung bà đang bị tạm giam, nhưng có một số cá nhân vẫn thiếu tiền của bà nên xin hội đồng xét xử cho phép con gái là Chu Duyệt Phấn cùng cháu trai tên Hưng đi gặp gỡ họ để thu hồi tài sản, góp phần khắc phục hậu quả vụ án. Về việc này, hội đồng xét xử khẳng định chưa có quyết định cấm bị cáo và người nhà đi thu hồi những người thiếu tiền. Hội đồng xét xử tạo điều kiện cao nhất để Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác khắc phục hậu quả vụ án. Các luật sư sẽ hỗ trợ bị cáo trong quá trình thu hồi và cần lưu ý nhiều bị cáo còn lại bị xử lý ở giai đoạn 2 vụ án hiện đang được điều tra. Do vậy, kết quả thu hồi tài sản phải được báo cáo lại cho cả hội đồng xét xử và cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật. Chủ tọa cũng cho rằng bị cáo Lan nếu có danh sách chi tiết sẽ được hội đồng xét xử giúp thu hồi, nhưng ở đây chỉ ghi rất chung chung. Ngoài ra, con gái bị cáo là bà Chu Duyệt Phấn dù được triệu tập nhưng lại có đơn xin vắng mặt. Chủ tọa đề nghị các cơ quan báo chí đăng tải công khai việc cho phép bà Phấn cùng người nhà thay mặt bị cáo Trương Mỹ Lan đi đòi nợ, góp phần khắc phục hậu quả vụ án. Trước phiên tòa, một trong những người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan là luật sư Giang Hồng Thanh cho hay, người này tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình, cũng như vận động gia đình kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến khắc phục hậu quả vụ án. Cụ thể, nếu tòa án tuyên bà Lan có tội và có trách nhiệm bồi thường hoặc khắc phục, người phụ nữ này sẽ giải quyết đầy đủ, triệt để. Theo luật sư Thanh, bà Trương Mỹ Lan khẳng định với điều kiện kinh tế, uy tín và khả năng của bản thân, khi tòa phán quyết phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào đều sẽ được giải quyết. Ngoài ra, gia đình bà Lan cũng cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý. Trong vụ án, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại cho SCB hơn 667.286 tỷ đồng, cả gốc và lãi, trong đó bà Lan chịu trách nhiệm trực tiếp về khoản dư nợ không có khả năng thu hồi là 132.247 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng. Phiên xử này được mở do 4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, cựu trợ lý của bà Hằng; Lê Thị Thu Hà, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; và Huỳnh Công Tân, cựu trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù; và hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án là Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni kháng cáo. Dù không kháng cáo nhưng bà Nguyễn Phương Hằng cũng được triệu tập. Song trước phiên xử này, bà Hằng đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Bà Hằng đang chấp hành bản án 3 năm tù giam mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi xét xử sơ thẩm của vụ án đã tuyên. Trước đó vào ngày 1 tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng cũng có đơn xin vắng mặt tại phiên xét xử bị cáo Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hàn Ni. Tại phiên xử phúc thẩm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng sắp tới, bà Hàn Ni cũng được triệu tập. Liên quan đến vụ Hoàng Đình Tuấn, hay còn được gọi là Tuấn Phỏ Mã,
bị Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ khẩn cấp vào ngày 5 tháng 3. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc. Danh tính những người tham gia sát phạt cùng Tuấn cũng được công bố. Tuấn phò mã đánh bia ăn tiền thâu đêm cùng những ai? Theo cơ quan chức năng, từ đêm ngày 15 tháng 1 đến chiều ngày 16 tháng 1, tại quán bia ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Tuấn phò mã cùng Đỗ Văn Bình, 28 tuổi, Trần Văn Phúc, 35 tuổi, cùng chú ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, và Nguyễn Văn Huy, 20 tuổi, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đã cùng nhau đánh bạc dưới hình thức bắn bia được thua bằng tiền. Trước đó, vào ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Bình và Huy. Một ngày sau, cảnh sát tạm giữ hình sự đối với Phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phỏ Mã, sinh năm 1986, quê ở tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi đánh bạc. Theo các thông tin bên lề, Tuấn Phỏ Mã đánh bạc dưới hình thức chơi bia ăn tiền. Số tiền mà Tuấn cùng các đối tượng đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuấn phò mã không bị bắt quả tang mà được đưa về trụ sở Công an huyện Yên Phong để điều tra và trong quá trình cảnh sát truy xét mở rộng vụ án. Hoàng Đình Tuấn thường được gọi với biệt danh là Tuấn phò mã hay Tuấn phò mã 36, trước là một tài xế ô tô. Khoảng 2 năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip của Tuấn chuyên quay các video tránh né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đường bộ. Nhiều clip của Tuấn phò mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Thậm chí, khi người đàn ông này có mặt, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Kênh TikTok của Tuấn phò mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này, ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn có nội dung bán máy cạo râu, thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Theo Công an huyện Yên Phong, Tuấn phò mã là đối tượng có nhân thân xấu khi đã có 2 tiền án về tội làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phỏ Mã, còn có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2, thị trấn Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thường Xuân, ông Cầm Bá Huyến cho biết, Hoàng Đình Tuấn sinh năm 1986, có làm đăng ký cư trú tại khu phố 2, thị trấn Thường Xuân. Nhà có 2 anh em, ngoài Tuấn ra thì còn có em trai, sinh năm 1991, làm nghề tự do. Bố mẹ Tuấn đã có tuổi, làm kinh doanh, buôn bán nhỏ ngoài chợ. Gia đình kinh tế thuộc diện trung bình. Từ khi lấy vợ ở thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, thì Tuấn chuyển hẳn lên nhà vợ ở. Sau đó, hai vợ chồng chuyển vào Đồng Nai làm ăn, sinh sống. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Thường Xuân cũng xác nhận, hồ sơ quản lý của Hoàng Đình Tuấn từng có một tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại Đồng Nai và phải chấp hành án tù 3 năm. Chấp hành xong án phạt tù, vợ chồng Tuấn lại trở về quê một thời gian, sau đó chuyển ra Bắc Ninh. Do vậy, Tuấn thường xuyên không có mặt tại nơi thường trú. Trong những ồn ào xung quanh vụ Tịnh Thất Bồng Lai sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ được công chúng vô cùng quan tâm, vụ đòi lại con của bà Trần Thị Mỹ Dung mới đây đã ngã ngũ khi phía tòa án đưa ra quyết định bất ngờ là trả con về cho mẹ đẻ. Chiều 4 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên án cuối cùng đến vụ ồn ào đòi con của Tịnh Thất Bồng Lai. Theo đó, bà Trần Thị Mỹ Dung, mẹ ruột của bé TGB, sinh năm 2017, đã gửi con tới Tịnh Thất Bồng Lai làm con nuôi của bà Cao Thị Cúc vào năm 2019 do gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi nhận ra nhiều vấn đề phức tạp tại nơi này, bà Dung đã quyết định đòi lại quyền nuôi con.
Vào chiều ngày 4 tháng 3 năm 2024, phán quyết của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã được công bố, yêu cầu bà Cúc và các cá nhân liên quan tại tỉnh Thất Bồng Lai phải trả lại bé TGB cho bà Dung để đảm bảo quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của bé. Bà Dung ban đầu gửi con đến tỉnh Thất Bồng Lai với hy vọng con mình sẽ được sống trong một môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi nhận ra rằng nơi này không phải là một cơ sở tôn giáo được công nhận theo quy định của pháp luật và gặp nhiều rắc rối về pháp lý, bà Dung đã quyết tâm đòi lại con. Trong quá trình đòi lại con, bà Dung đã phải đối mặt với nhiều trở ngại, bao gồm việc không được phép thăm con sau khi đã hoàn tất các thủ tục giao nhận nuôi dưỡng. Mặc dù bà Cúc cam kết cho phép bà Dung thăm con mọi lúc, thực tế này đã nhanh chóng thay đổi, gây thêm đau khổ cho bà Dung và gia đình. Quyết định này cũng là một bước ngoặt quan trọng khép lại một chương buồn trong cuộc đời của bé TGB và mở ra một cơ hội mới để bé được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ ruột, nơi bé có thể nhận được sự chăm sóc, giáo dục và bảo vệ đúng đắn. Cuối cùng, vụ việc cũng góp phần làm sáng tỏ những vấn đề pháp lý liên quan đến quyền nuôi con và quyền của trẻ em, đồng thời thúc đẩy sự chú trọng hơn nữa vào việc bảo vệ những quyền này trong tương lai. Theo án sơ thẩm, từ năm 2019 đến 2021, ông Lê Tùng Vân đã chỉ đạo những người ở tỉnh Thất Bồng Lai gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của tập thể cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Nhật Từ. Với hành vi trên, ngày 31 tháng 7, ông Lê Tùng Vân đã bị phạt 5 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận án từ 3 đến 4 năm cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cả 6 người đều kháng cáo cho rằng không phạm tội. Một tên trộm chuyên tìm nhà khóa cửa vào ban ngày để đột nhập, lấy trộm tài sản hàng tỷ đồng tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Tây Ninh, Bình Dương đã bị sa lưới. Tuy nhiên, để bắt được kẻ trộm này, các trinh sát hình sự Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã ngày đêm truy xét, trích xuất hàng ngàn camera để theo dấu và nhiều lần bị kẻ trộm ma mãnh cắt đuôi. Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Củ Chi ngày 11 tháng 10 năm 2023, đơn vị nhận được tin báo của người dân ở xã Nhuận Đức về việc nhà bị trộm đột nhập, lấy tài sản với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã chỉ đạo các trinh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã xuống hiện trường. Tại đây, công an ghi nhận hàng rào lưới B40 sau nhà bị cắt, cửa sau bị cạy, phòng ngủ có két sắt cũng bị cạy, đồng thời phát hiện tuốc nơ vít và kìm cộng lực cách hiện trường khoảng 50m. Ngay sau đó, điều tra viên lấy lời khai của chủ nhà, các nhân chứng, giao trinh sát ra soát các camera trong khu vực và công an xã đã xác minh những đối tượng khả nghi trong địa bàn. May mắn là một người nhận diện được kẻ trộm và kể lại vào khoảng 9 giờ, một người đàn ông hơi mập đi ra từ nhà đóng cửa. Khi bị hỏi thì người này bỏ chạy rồi lấy xe máy hiệu RSX màu đỏ biển số 70 đầu và tẩu thoát. Hình ảnh camera gần đó ghi lại được cảnh người đàn ông đội nón bảo hiểm có ngôi sao, dáng người hơi mập, mặc áo dài tay màu xám, đeo khẩu trang, quần dài, đi xe màu đỏ trùng với hình ảnh mà nhân chứng cung cấp nên công an xác định và lập tức truy xét theo hướng qua các quận Tân Bình, Năm, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức rồi về thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó công an phát hiện kẻ trộm đến một ngân hàng ở quận Bình Thạnh tạo tài khoản để cất tiền, rồi kẻ này đến một tiệm xe máy tại phường 5, quận Phú Nhuận bán xe. Từ đây danh tính kẻ trộm dần lộ diện là Nguyễn Văn Thoàn, 44 tuổi, tạm trú thành phố Biên Hòa, lập tức được khoanh vùng và bắt giữ khi lẩn trốn tại thành phố Biên Hòa. Tại cơ quan công an, Thoàn khai lúc đi qua một căn nhà ở xã Nhuận Đức thì phát hiện nhà đóng cửa, khóa ngoài nên đoán là nhà không có người vào ban ngày và là thời điểm trộm dễ dàng nhất. Sau đó cắt bỏ hàng rào lưới B40 và đột nhập, phá két sắt lấy một túi chứa nhiều vàng, trang sức bên trong rồi tẩu thoát. Thoàn đem số vàng trộm được bán nhiều nơi vào những ngày khác nhau. Tiếp đó, kẻ trộm nhờ hai em trai ruột đến ngân hàng mở một số tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng. Đồng thời, Thoàn đem bán xe máy để cắt đuôi công an, nhưng vì sợ để lại dấu vết nên kẻ trộm không mua ngay xe máy khác tại thành phố Hồ Chí Minh mà về thành phố Biên Hòa để tiếp tục bán một nhẫn vàng và mua xe máy khác. Tuy nhiên, các thủ đoạn ma mãnh, tinh vi của Thoàn đều bị trinh sát hình sự lần được dấu vết và nhanh chóng bị bắt giữ. Từ dữ liệu thu thập, công an còn xác định Thoàn là người đã bị công an huyện Củ Chi lập chuyên án về vụ trộm cắp 51 triệu đồng và 300 đô la Mỹ tại nhà dân ở xã Trung Lập Hạ vào ngày 7 tháng 3 năm 2023. Ngoài ra, Thoàn cũng thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bầu Bàu, Bến Cát, Bình Dương với tổng tài sản hơn 1 tỷ đồng. Chiều 7 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Thúy, 35 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ một phường ở thị xã Đông Hòa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo khoản 2, điều 134 Bộ Luật Hình Sự.
Bà Thúy là nghi phạm dùng dao gây thương tích cho chồng là ông Phạm NH, 38 tuổi, hiện là phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở thị xã Đông Hòa, và bà LTTQ, 38 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tại một khách sạn ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2. Thời điểm đó, ông H, chồng bà Thúy cùng bà Quy đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại khách sạn trên đường Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa. Do trước đó đã nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà Thúy đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để bắt quả tang đánh ghen. Được biết, trước khi đi, bà Thúy mang theo hai hung khí gồm một con dao gọt hoa quả, một con dao dọc giấy. Thấy chồng từ phòng đi ra, bà Thúy đã cầm dao kề gần cổ yêu cầu ông H mở cửa phòng để chụp hình xác nhận việc ở chung phòng với bà Quy nhằm làm bằng chứng khi ra tòa, song ông Hát không thực hiện theo và gạt tay bỏ đi. Lúc này bà Thúy cầm dao tấn công trúng lưng ông Hát. Chưa dừng lại, bà Thúy tiếp tục đập cửa phòng yêu cầu người bên trong mở cửa. Sau khi cửa mở, bà Thúy dùng dao khống chế, tra hỏi, tấn công bà Quy làm người này bị thương ở vùng mặt, đầu và tay. Ngay sau khi nhận được tin, cảnh sát 113 đã đến hiện trường đưa nạn nhân lên xe của trung tâm cấp cứu 115 chở đến bệnh viện Đa khoa Phú Yên để cấp cứu. Công an thành phố Tuy Hòa đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí để tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Bà Quy được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Theo đại diện bệnh viện, bà Quy bị nhiều vết thương ở vùng trán và má phải, có vết thương dài 11cm nhưng chỉ bị phần mềm, xuất viện từ 23 tháng 2. Sau vụ việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa cho biết đã đề nghị Đảng ủy xem xét xử lý vi phạm cá nhân liên quan. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa cũng chỉ đạo phòng nội vụ phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo làm việc với ông H về những hành vi vi phạm trên. Ngày 7 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phò Mã, về tội đánh bạc, cùng với những thông tin liên quan đến thân nhân của Tuấn. Danh tính những người bị bắt cũng được dư luận quan tâm. Theo cơ quan chức năng, từ đêm ngày 15 tháng 1 đến chiều ngày 16 tháng 1, tại quán bia ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nhóm người gồm Tuấn Phò Mã, 38 tuổi, Đỗ Văn Bình, 28 tuổi và Trần Văn Phúc, 35 tuổi, cùng chú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Huy, 20 tuổi, chú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cùng nhau đánh bạc dưới hình thức bắn bia ăn thua bằng tiền. Ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bình và Huy. Ngày 6 tháng 3, Công an ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phò Mã, 36. Những người này bị giam giữ về hành vi đánh bạc. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, đồng thời tích cực phối hợp với Cơ quan Điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Hoàng Đình Tuấn có tài khoản trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok là Tuấn Phò Mã 36. Trước khi bị bắt, Tuấn thường xuyên đi đến các chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, quay clip ghi lại quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông và đăng tải lên tài khoản Facebook, TikTok của Tuấn. Các tài khoản này của Tuấn thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, bình luận, được dư luận xã hội quan tâm. Một người đàn ông tên Bùi Văn Quảng, 44 tuổi, chồng chị Nguyễn Thị Thu Huyền, 39 tuổi, ở thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, xác nhận việc vợ mất tích gần 2 tuần nay. Chia sẻ về người vợ mất tích, người đàn ông cho biết vợ mình là nhân viên y tế, kinh tế gia đình không có gì khó khăn và áp lực. Khi gia đình chưa đăng thông tin tìm kiếm, vợ anh có nhắn cho con gái là mẹ đang ở nơi đất khách quê người rồi. Cũng theo người đàn ông này, lúc vợ anh mất tích cũng là lúc mọi dấu vết về chị không còn. Tuy nhiên, dù điện thoại không gọi được nhưng người vợ vẫn nhắn qua Zalo cho con gái là không phải tìm mẹ nữa. Cũng theo anh chồng, khoảng một tháng trước khi mất tích, vợ anh có dấu hiệu trầm tư nên đi lễ chùa để được tĩnh tâm. Tuy nhiên, sau đó vẫn ngại tiếp xúc với người ngoài, cứ ai đến nói chuyện là chị lại than buồn. Ngoài ra, người chồng cũng chia sẻ, sau khi rời khỏi nhà, vợ anh có nhắn tin cho con căn dặn, bảo con gái đầu chăm sóc cho các em. Thi thoảng lại nhắn tin cho con gái là mẹ ở nơi rất xa, không trở về nữa. Còn sau khi đăng thông tin tìm kiếm, vợ anh lại nhắn về cho con gái qua Zalo rằng mẹ đang ở nơi rất xa, không phải tìm nữa, mẹ không bị lừa đâu. Tuy nhiên, qua kiểm tra nội dung tin nhắn, anh Quảng nghi ngờ có thể vợ đang bị ai đó khống chế vì tin nhắn chỉ đầu bên kia nhắn đi, không cho nhắn lại và thường xuyên xóa dấu vết, nhắn xong lại xóa bỏ. Anh Quảng thông tin thêm, vợ là viên chức y tế xã, còn anh đang làm ở văn phòng UBND xã. Vợ chồng tôi có 3 người con, trai gái đủ cả. Cháu gái đầu đang học cấp 3, đứa nhỏ nhất 5 tuổi. Kinh tế gia đình không có gì khó khăn và áp lực. Chị vợ có bán hàng online hay ra ngoài giao lưu với chị em ở địa phương, nhưng họ là những người khá tin cậy. Đến giờ, anh Quảng vẫn không hiểu vì lý do gì mà vợ mất tích. Theo lời anh thì một tháng trước, vợ anh có biểu hiện tâm lý trầm tư, ngại tiếp xúc với người ngoài. Trước đó tính tình rất sôi nổi, hòa nhã cùng mọi người. Không hiểu sao lúc rời nhà đi chẳng nói lời nào với bốn bố con. Anh Quảng cũng mong các cơ quan thông tin giúp tìm kiếm vợ để cả gia đình sớm đoàn tụ, các con có mẹ.
Trước đó vào chiều 7 tháng 3, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội phát thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1985 ở thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, đi khỏi nhà từ chiều 28 tháng 2 đến nay vẫn chưa về. Ai biết hoặc nhìn thấy chị Huyền ở đâu xin báo cho gia đình. Số điện thoại 0972 118 618 hoặc trang Facebook Tuổi Trẻ Công an huyện Ba Vì. Từ mùng 1 tháng 7 tới, để thuận tiện trong các giao dịch hành chính, mỗi công dân sẽ được cấp một căn cước điện tử. Vậy căn cước điện tử có giá trị ra sao? Có thay thế được thẻ căn cước thông thường? Theo khoản 17 điều 3 luật căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin như nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, nhóm máu, số chứng minh nhân dân 9 số, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, thông tin nhân dạng, nghề nghiệp, v.v. Bên cạnh đó, các thông tin như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn cũng sẽ được tích hợp vào căn cước điện tử theo đề nghị của công dân. Những thông tin này phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Về giá trị sử dụng của căn cước điện tử, điều 33 luật căn cước nêu rõ, căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử, thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử. Cũng theo luật căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa, khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia, khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước, khi người được cấp căn cước điện tử chết, khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Căn cước điện tử được mở khóa khi người được cấp căn cước điện tử đã yêu cầu khóa trước đó. Người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận. Người được cấp căn cước điện tử đã bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước được trả lại thẻ căn cước khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu mở khóa. Khi khóa căn cước điện tử đối với trường hợp theo quy định, cơ quan quản lý căn cước phải thông báo ngay cho người bị khóa căn cước điện tử. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền khóa, mở khóa căn cước điện tử. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục khóa, mở khóa căn cước điện tử. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi và tổ chức tuyển nhiều nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về đây. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Tiên cùng đồng bọn trong đó có Phạm Công Đạt dụ dỗ lừa các em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên. Quá trình kinh doanh, Tiên giao Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi phục vụ khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không chịu đi khách, thì Tiên và Đạt đánh đập, đe dọa. Từ cầu cứu của các gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia, phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, trên da thịt còn vết thương mới bị đánh vài ngày. Trong số các nạn nhân có em Hồ Thị N ở huyện Trà Bồng, em Đinh Thị Quy ở huyện Sơn Tây. Quy kể đã bị đưa vào phòng riêng với một số nữ nhân viên khác rồi bị đánh đập không thương tiếc. Một nạn nhân khác tên là Ngô Thị T, sinh năm 2004, ngụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm đó ở trong tình trạng khắp người bầm dập thâm tím bởi các vết thương sau những lần tra tấn kinh hoàng bằng chích điện, dao, gậy, đã kể: "Em bị tra tấn đánh đập nhiều lần từ khi ở Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi." Theo cơ quan điều tra, mỗi khi hành hung, bạo lực, Tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại, chứng kiến cảnh tra tấn nhằm răn đe, phải khiếp sợ và nghe lời chúng. Việc tra tấn đánh đập dã man trong động quỷ đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp về thể xác và tinh thần. Sau khi thực hiện hành vi tàn ác, dã man, gây phẫn nộ, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt với đối tượng Tiên về tội giết người và làm nhục người khác. Biết bị truy nã, Tiên đã lẩn trốn và ẩn náu tại nhiều nơi. Quá trình lẩn trốn, đối tượng luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Qua nhiều tháng kiên trì xác minh, truy bắt, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ,
Đầu tháng 3 năm 2024, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh áp sát bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một nhà xưởng trên địa bàn xã Đông Thạnh. Tổ công tác đã thu giữ được một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng luôn mang theo mình. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Tiên về Quảng Ngãi, tạm giữ hình sự, phục vụ công tác điều tra. Riêng đồng bọn của Tiên là đối tượng Phạm Công Đạt. Vào tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động ra đầu thú. Tối ngày 7 tháng 3, Công an huyện EK tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai của đối tượng Phan Văn Hiếu, 27 tuổi, trú tại xã Eakli, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 3, tại tiệm vàng VHV ở thị trấn EK, huyện EK, đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Đối tượng gây ra vụ cướp giật là một thanh niên đeo kính, bịt khẩu trang, giả vờ là người đi mua vàng. Khi thấy chủ tiệm vàng sơ hở, đối tượng đã nhanh chóng giật dây chuyền vàng và nhẫn rồi bỏ chạy. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện EK đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và huy động công an các xã, thị trấn phối hợp điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 7 tháng 3, Công an huyện EK đã bắt giữ được đối tượng Hiếu và thu hồi toàn bộ số vàng liên quan. Theo Công an huyện EK, ước tính số dây chuyền, nhẫn vàng mà Hiếu cướp giật có tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng. Cũng theo Công an huyện EK, Hiếu mới đến huyện EK để thuê trọ, tìm việc làm. Bước đầu, Hiếu khai do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tại tiệm vàng. Sau khi cướp giật được tài sản tại tiệm vàng, Hiếu chạy về cất giấu tại phòng trọ của mình trên địa bàn huyện EK, rồi trở về nhà tại xã Eakli, huyện Krông Park để lẩn trốn, thì bị cơ quan công an bắt giữ. Ngày 7 tháng 3, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ xả súng vào nhà dân trên địa bàn. Trước đó, TTL, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, có mâu thuẫn với ông NVP, sinh năm 1971, trú tại xã Hàm Chí, huyện Hàm Thuận Bắc, trong việc chăn vịt thả đồng. Khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 3, TTL đến gặp và đe dọa sẽ đánh ông NVP nếu ông P tiếp tục thả vịt trên đồng ruộng thuộc quản lý của L. Sau đó, ông P về nhà kể lại cho hai người con là NVT, sinh năm 1997, và NVH, sinh năm 2000, cùng trú tại huyện Hàm Thuận Bắc. Sau khi nghe được câu chuyện, H đã điện thoại cho một số đối tượng khác cầm theo hung khí qua nhà TTL. Khi đến trước nhà TTL, em họ của H là TCT, sinh năm 1996, trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, đã dùng khẩu súng loại thể thao đạn cao su nã vào nhà ông L. Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã thu giữ tang vật liên quan và tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý vụ việc. Ngày 7 tháng 3, lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai xác nhận một nữ sinh của trường vừa bị đâm tử vong. Nạn nhân là PNNH, sinh năm 2006, là học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi. Trước đó vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 6 tháng 3, TTMT, sinh năm 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, là học sinh lớp 12 của một trường Trung học Phổ thông ở huyện Đắk Pơ. Và PNNH hẹn gặp nhau tại phường An Bình, thị xã An Khê để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, T và H đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, H ôm bụng ngã xuống và kêu đau. Phát hiện sự việc, người dân và các bạn chạy đến thì thấy H bị đâm vào phần bụng nên đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Tuy nhiên, H đã tử vong sau đó. Theo Trung tâm Y tế thị xã An Khê, H bị đâm nhiều nhát bằng vật sắc nhọn, có thể là dao. Vết thương trúng vào gan, phổi, tim dẫn đến tử vong. Không lâu sau khi xảy ra vụ việc, nữ sinh TTMT đã đến cơ quan công an đầu thú. Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ. Chiều ngày 7 tháng 3, rất nhiều bạn học, thầy cô giáo của em PNNH đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Không chỉ các vụ chống người thi hành công vụ, gần đây trên địa bàn cả nước cũng liên tiếp xảy ra những vụ va chạm giao thông dẫn đến cự cãi, thậm chí xô xát, gây xôn xao trong cộng đồng. Những người trong cuộc sau đó không chỉ thiệt thân mà còn vướng vòng lao lý, tất cả chỉ vì một phút nóng nảy và mất kiểm soát của mình. Như tin đã đưa, 23 giờ đêm ngày 5 tháng 3, một chiếc ô tô Kia Seltos mang biển kiểm soát 30H119XX do chị LHT, 36 tuổi cầm lái, va chạm với xe máy 30Z568XX do anh NVA, 25 tuổi điều khiển trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thay vì nói một câu xin lỗi rồi vui vẻ bỏ qua cho nhau thì hai chủ xe lại xảy ra cãi vã, mắng chửi nhau rất to, gây ồn ào cả một góc phố lúc nửa đêm. Thậm chí một TikToker còn phát trực tiếp trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc. Đáng nói khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng xưng mình là cháu gái của Bộ trưởng Bộ Công an. Đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội sau đó đã đến hiện trường đo nồng độ cồn đối với chị T và cho kết quả vượt khung lên tới mức 0,573mg trên 1 lít khí thở. Với vi phạm này, chị T sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng và tạm giữ xe. Những người theo dõi vụ việc cho rằng yếu tố kích hoạt sự nói năng bạt mạng của nữ tài xế là do có men rượu trong người, cộng với động thái gõ cửa vặn hỏi của tài xế xe máy. Trước đó không lâu, vào chiều ngày 25 tháng 2, một vụ xô xát khác cũng xảy ra giữa hai người đàn ông đi xe Honda SH tại đường Vành Đai 2 trên cao cấm xe máy và hai người đi trên ô tô nhãn hiệu VinFast Fadin cũng được chia sẻ nhiều trong cộng đồng. Thời điểm trên, chị TA, 28 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội, đi ô tô, bất ngờ bị nam tài xế Trần Văn Hiệp lái xe máy Honda SH chở theo người bạn tên Trịnh Thịnh lạng lách tạt đầu. Hai người này đã đập vào xe của chị TA rồi chửi bới vì cho rằng chị này quay phim mình. Lúc này, một chiếc xe VinFast Fadin vượt lên, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành Đai 2, chặn đầu chiếc ô tô này và giật cửa, gây gổ vì cho rằng hai người đàn ông đi trên xe đã chỉ trỏ mình, không kiềm chế được trước hành vi của Hiệp và Thịnh. Hai người đàn ông trên xe đã nhảy xuống, đấm và đá tài xế xe máy. Hành vi đánh nhau này được cộng đồng mạng cổ suý. Hành vi đánh nhau này nhanh chóng được ghi lại và phát tán trên mạng. Sự việc được chính chị TA ghi lại bằng điện thoại. Hai đối tượng đi xe máy sau đó cũng bị công an triệu tập và tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm. Trước đó, ngày 4 tháng 3, tại khu vực thung lũng Hoa Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, một vụ xô xát khác cũng xảy ra, nhưng lại để lại hậu quả vô cùng thương tâm. Anh LXT, 44 tuổi, điều khiển xe ô tô taxi va chạm với xe máy do Trần Duy Quang điều khiển, chở bạn gái phía sau. Hai bên sau đó đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Đỉnh điểm, anh T mở cốp xe, lấy ra một vật dài khoảng 40cm đuổi đánh anh Quang. Quang giơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt, rồi cầm mũ bảo hiểm đập nhiều lần vào đầu T trước khi rời đi. Rất không may, hành động đáp trả này của Quang đã khiến anh T chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong. Trần Duy Quang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ bắt tạm giam và khởi tố hình sự về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo điều 134 Bộ luật hình sự. Có thể thấy chỉ từ những nguyên nhân ban đầu là những lời nhắc nhở hoặc va chạm rất nhỏ trên đường mà nhiều lái xe mất kiểm soát, sẵn sàng ăn miếng trả miếng, thậm chí xông vào hành hung đối phương một cách không thương tiếc. Từ va chạm nhỏ biến thành cuộc ẩu đả giữa đường phố. Từ người đúng cũng có thể trở thành người làm sai khi phản ứng vượt quá giới hạn của pháp luật cho phép. Nhiều người chứng kiến những sự việc như vậy cho rằng khi va chạm giao thông thì ai cũng cho rằng mình đúng. Đa số không xử lý tình huống dựa trên những căn cứ pháp lý và cách hành xử văn minh mà chỉ thích dùng võ mồm để cự cãi, thể hiện cái tôi. Đôi khi sự nóng nảy bị đẩy lên chỉ vì những lời nói, hành động khiếm nhã ban đầu của một trong hai bên. Ở góc độ tâm lý học, đó là biểu hiện của sự thiếu kiểm soát cảm xúc và hành vi, chưa có kỹ năng xử lý tình huống. Còn dưới góc độ về nhận thức, có thể những người trong cuộc còn thiếu về kỹ năng ứng xử, chuẩn mực đạo đức và đặc biệt là nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ. Tất cả những điều này dẫn đến những thái độ và hành vi đi quá xa. Cũng phải nói thêm, nhiều nhân vật chính của những cuộc cãi vã, xô xát kể trên đã lái xe ra đường trong tình trạng say xỉn, có men rượu trong người. Có thể rượu bia cũng làm cho họ bị kích thích và phần nào trở thành một con người khác, cục cằn và dễ nổi nóng hơn. Các chuyên gia cho rằng khi không may va chạm giao thông, mỗi người cần bớt thể hiện cái tôi đi một chút, ứng xử đúng mực và văn minh thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Ngược lại, nếu mang sự nóng nảy, mất kiểm soát ra đường thì sớm muộn gì cũng gây hậu quả nặng nề cho cá nhân, gia đình và xã hội. Ấy che tại miệng, họa từ miệng mà ra. Hy vọng rằng khi lái xe ra đường, mỗi người đều bớt thể hiện cái tôi của mình đi một chút và cư xử văn minh hơn thì sẽ không còn những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra. Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ người vi phạm nồng độ cồn, những ma men, cự cãi, thậm chí đe dọa tác động vật lý đến lực lượng cảnh sát giao thông khi lực lượng này thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, gây xôn xao trong cộng đồng. Cái kết là những người trong cuộc không chỉ thiệt thân mà còn vướng vòng lao lý, tất cả chỉ vì một phút nóng nảy, mất kiểm soát do bị ma men điều khiển. Ngày 4 tháng 3, cư dân mạng xôn xao chia sẻ về đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông hành hung cảnh sát giao thông. Theo thông tin ban đầu, vụ việc này xảy ra trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, hai người đàn ông đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên được đồng chí cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra thì cả hai đều vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100. Trong lúc tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định, thì tài xế trên đã đến xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác không đồng ý. Thay vì chấp hành pháp luật, một trong hai đối tượng đã rút điện thoại ra ghi hình và tỏ vẻ chống đối. Sau đó, hai đối tượng lao vào, liên tục đấm, đá, túm áo và đẩy ngã đồng chí cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Hai người đàn ông hổ báo sau đó đã bị tổ công tác của cảnh sát trấn áp và tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Qua xác minh ban đầu, hai người đàn ông này có danh tính lần lượt là Nguyễn Xuân Trúc, 37 tuổi và Trịnh Xuân Thành, cũng 37 tuổi, đều trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, ngày 1 tháng 3, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố hai đối tượng gồm Nguyễn Đức Đoàn và Đào Văn Dũng về tội chống người thi hành công vụ. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Thông tin ban đầu cho thấy, vào ngày 28 tháng 2, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai thì phát hiện một ô tô tải đầu kéo 36C-28888 kéo theo rơ móc 36R-01979 do Đào Văn Dũng, sinh năm 1981 ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, có dấu hiệu chở hàng quá khổ, không chằng buộc hàng hóa nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Dũng không chấp hành mà cố tình đi chậm lại và đâm vào Thượng úy Nguyễn Hoàng Nhân. Sau đó tiếp tục lái xe đẩy Thượng úy Nhân đi khoảng 150m khiến anh này bị thương. Thượng úy Nhân tiếp tục yêu cầu lái xe tấp vào lề đường nhưng Dũng lại dừng xe giữa đường và cố thủ trên xe gây ùn tắc giao thông. Sau khi được tổ công tác và công an thị xã Hoàng Mai vận động thuyết phục, Đào Văn Dũng mới xuống làm nhiệm vụ nhưng vẫn không chấp hành yêu cầu kiểm tra. Cũng tại Nghệ An vào ngày 13 tháng 2, công an thị xã Hoàng Mai làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1A thì phát hiện Nguyễn Đức Đoàn, sinh năm 2004, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, điều khiển mô tô 37L1-81100, di chuyển theo hướng Vinh, Hà Nội, không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Đoàn không chấp hành mà cố tình điều khiển mô tô vượt qua tổ công tác và đâm vào đại úy Cao Tuấn Anh, sau đó thì bỏ chạy. Đại úy Tuấn Anh bị thương, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và đưa Đoàn về trụ sở công an phường Quỳnh Thiện để làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy Đoàn có nồng độ cồn trong khí thở là 0,085mg trên 1 lít khí thở, không có giấy phép lái xe và không mang theo giấy tờ xe. Công an thị xã Hoàng Mai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đức Đoàn về hành vi chống người thi hành công vụ. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đoàn và Đào Văn Dũng cùng về tội chống người thi hành công vụ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay. Hãy nhấn theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.